Xin giới thiệu với bà con du lô cuốn dây nhả dây điều khiển từ xa, bật tắt bơm trên du lô hết, điều khiển từ xa. Du lô có thể cuốn được 150 m, chạy điện 220. Bây giờ bật tắt bơm cho bà con xem. Bật tắt bơm trên điều khiển này. Du lô chạy điện 220. Bây giờ em quấn thu dây nhả dây cho các bác xem nhé. Nó bấm nút điều khiển này. Thu dây này. Thu dây nhả dây trên điều khiển quá nhé. Đây là nhả dây này. Cắm điện 220 nhé. Bật tắt bơm điều khiển. Bấm điều khiển tắt bơm này. Bộ du lô các bác về kết hợp với máy rửa xe phun thuốc sâu dùng điện 220. Tắt bơm trên điều khiển luôn, thu dây nhả dây trên điều khiển quá nhé. Máy của du lô của em thì có chế độ là thu dây nhả dây và xếp dây luôn. Chế độ cuốn dây. Các bác có thể bật tắt bơm trên điều khiển luôn. Mấy em thì có cả chế độ quay tay trong trường hợp mất điện. Mất điện lưới thì các bác có thể quay tay. Quay tay để thu dây mình. Chế độ thu quay tay thì có xếp dây. Zulo chạy điện 220. Tiện lợi cho các bác có dòng điện 220 ra vườn, không phải bị nhắc quy kiếc gì cả.